Sau sự việc hi hữu, giúp người rồi bị kiện ngược lại xảy ra ở Quảng Ninh gần đây, một số người dân đã bày tỏ quan điểm sẽ tránh xa nếu gặp những vụ tai nạn giao thông. Họ thà làm người vô cảm còn hơn, giúp người rồi lại gặp phải những chuyện tai bay vạ gió. Tuy nhiên, những người dân ấy lại không hay biết rằng nếu như thấy người gặp nạn mà không cứu, thì có khả năng họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Câu chuyện hi hữu, khi người giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông lại bị chính gia đình họ kiện ngược lại đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân Anh và anh Ngô Văn Chính, chú tại Quảng Ninh bị kiện sau khi cứu giúp đưa bà PTT bị tai nạn giao thông vào bệnh viện. Sự việc đang gây bức xúc dư luận khi nhân chứng đã khẳng định anh chính là ân nhân đưa bà PTT vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe gây tai nạn là xe Ford 16 chỗ, không phải xe bán tải của vợ chồng anh chính. Cơ quan công an cũng khẳng định đến thời điểm này qua các thông tin thu thập được, có thể đánh giá sơ bộ là anh Ngô Văn Chính không phải là người gây tai nạn cho bà PTT mà chưa 17 tháng 6. Người thân bà T đã có dấu hiệu vu khống cho tài xế chính. Nhưng đáng buồn thay trong cuộc sống thường ngày, những vụ việc tương tự như trên lại không phải hiếm gặp. Sáng ngày 16 tháng 4, tình huống giao thông trên xảy ra tại hầm chui đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, được ghi lại bởi camera hành trình trên ô tô của tài xế tên Duy Xuân. Theo đó, thời điểm này trời mưa, nên một số xe máy dừng đỗ dưới hầm để trú hoặc mặc quần áo mưa ảnh hưởng tới dòng phương tiện lưu thông. Khi vào cửa hầm, chiếc xe Honda Lead do một người phụ nữ điều khiển đã đâm vào chiếc Toyota Virus màu đen đi phía trước. Người này và chiếc xe tay ga ngã ra đường, làm hai người đi xe số ở gần đó cũng bị ngã theo. Lúc này, tài xế Duy Xuân đi phía sau đã kịp dừng lại sau khi quan sát và bật đèn khẩn cấp tài xế trên chiếc ô tô có gắn camera hành trình đã xuống xe và cùng với những người xung quanh hỗ trợ nạn nhân di chuyển vào lề đường tuy nhiên một người đi xe máy trước đó bị ngã ra đường đã rút điện thoại để quay chụp lại biển số xe của tài xế duy xuân khi được hỏi người này cho rằng người điều khiển chiếc ô tô đi phía sau khiến mình bị tai nạn nên ghi hình và yêu cầu ở lại để giải quyết khi được giải thích từ những người xung quanh và có camera hành trình làm bằng chứng tài xế duy xuân đã được minh ngoan Cứu giúp người bị nạn không chỉ là tình người mà còn là nghĩa vụ. Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc giúp người gặp nạn có thể đem đến không ít phiền phức cho bản thân, như bị cơ quan công an mời lên làm việc nhiều lần, bị người nhà nạn nhân hiểu lầm hành hung, từ đó dẫn đến tâm lý e ngại, không nhiệt tình trong việc cứu giúp những người gặp nạn. Tuy nhiên, đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, đó không chỉ là hành động vô cảm mà còn vi phạm pháp luật. Vì đại diện cục cảnh sát giao thông nhấn mạnh, Tại khoản 18 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định nghiêm cấm hành vi khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 đến 2 triệu đồng đối với tổ chức không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu. Điểm a khoản 7 Điều 11. Việc không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng còn có thể bị phạt từ 2 đến 3 năm tù. Tại Điều 132 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung sang năm 2017, quy định về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo những người có kinh nghiệm sơ cứu giúp đỡ người khi gặp tai nạn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, việc đầu tiên nên làm là gọi cấp cứu 115. Có thể hỏi họ về cách sơ cứu cho người đang gặp nạn và gọi cảnh sát 113 để báo về sự việc. Sau đó dùng điện thoại chụp hoặc quay phim lại hiện trường lúc đó, tiếp đó nên hô hào nhiều người cùng giúp và hoặc nhờ họ quay phim lại toàn bộ quá trình cứu giúp người. Nếu người gặp nạn còn tỉnh táo thì hỏi họ cách liên lạc để báo tin cho người thân của họ. Như vậy, ngay khi cảnh sát đến thì có thể bàn giao hình chụp hoặc phim vừa quay được để hỗ trợ quá trình điều tra sự việc nhanh chóng, tránh khỏi việc bị cơ quan điều tra mời đến tường trình sự việc nhiều lần và cũng sẽ không bị người thân của người bị nạn hiểu lầm đối với những người được xác định tham gia cứu giúp người bị nạn cơ quan công an có thể tiến hành lấy lời khai tại nhà của họ tại nơi họ làm việc hoặc theo lịch hẹn của họ bởi pháp luật cho phép việc lấy lời khai ngoài trụ sở của cơ quan công an nếu xét thấy cần thiết hãy cứ sống tốt làm điều tốt đừng vì con sâu bỏ dầu nổi canh đánh mất đi sự thiện lương chúng tôi tin chắc rằng hành động đẹp của bạn dù không được kể công nhưng lương tâm của bạn sẽ luôn thoải mái khi được cho đi